em tin mệt mỏi rồi là tan cả. Homies way quân của Dave và Karen. Em tin mệt mỏi rồi là tan cả. Homies way quân của Dave và Karen. Đó là cách mà người đời xem tao như là hạt sạn. Cùng đối với rap thì coi như tao là hạt vàng. Đức vàng và biển ngọc bốc đầu với da vàng. Còn tao là người của nhà Trang. Quay thằng nhóc này, lớp chó là cũ mà mày cắt đường viện. Còn nếu thì tao chết thì phải mày grab đến khắp vùng miệng. Vùng tiền làm vu để mấy thằng lính này dương khi và đương nhiên. Đó là cách mà tao đang trị vì. Flow tao không có cải cách hay là cầu kỳ. Đó là lúc mà mấy thằng thứa cứ chơi ngu rồi và cầu trì. Nhắm mắt để rồi con còn thấy nắng vươn lên chiếc là hàng cây. Con dòng xe hàng ngày hay con đường đằng này là tới trường hàng ngày. Và đó là lúc mà tao vẫn còn đang freestyle. Làm lời ca âm nhạc là cái thứ cảm xúc thăng hoa rồi lời ra. Và có nhiều khi mà tao vẫn còn biết đời bạc đãi. Nhưng mà sao mà đời bạc mãi tao biết mà. Viết ra thì có nhiều khúc ca trên tờ giấy trắng. Rồi nhắm mắt sẽ không còn thấy nắng đâu man. Đó là mày chỉ có được sống một lần. Và đó là lúc mà tao đang truyền tải. Yeah yeah.